Xin chào các bạn, tôi là Johnny Thông đây. Trong buổi tối đẹp trời này tôi lại quay trở lại. Và hiện nay tôi đang ở nước ngoài. Và tôi muốn chia sẻ với các bạn cách để đưa cái token của Comsa, token sale, viết tắt của nó là CMS. Và mùng 4 tháng 12 này nó sẽ lên sàn GIF của Nhật Bản. Và trong tối ngày hôm nay, ngày 27 này, chúng ta có thể đưa cái token này về cái ví My Ether Wallet. Thế thì bây giờ làm cách nào để anh chị có thể đưa nó về? Đầu tiên, tôi muốn các anh chị vào website có tên là tokensale.comsa.io. Anh chị phải vào website này. Sau đó chúng ta kéo xuống dưới trong cái phần mà login. Chúng ta sẽ gì? Bấm vào login. Thì những ai mà mua Comsa vừa rồi với đường link tôi giới thiệu á, thì anh chị em thấy là chúng ta bắt đầu nhận receive token này ngày hôm nay. Và nó báo này, cái việc đăng ký CMS token này receive address bắt đầu từ ngày 27 tháng 11. Và CMS token distribution will start, tức là ngày 30 tháng 11 này là đã lên kế hoạch. Và ngày 4 tháng 12 thì lên sàn GIF này để nó có thể trade. Thế thì trong buổi tối ngày hôm nay tôi hướng dẫn các bạn cách để đưa cái token sale này về trên cái ví mà chứa cái token ERC20. Đó là cái ví này, đó là My Ether Wallet. Thì những trước đây anh chị em đều biết tôi đã hướng dẫn các anh chị cách anh chị em lập một cái website có cái ví để chứa các token My Ether Wallet. Thì đầu tiên anh chị phải em phải login vào. Nếu ai chưa đăng ký thì vui lòng xem clip của tôi để đăng ký một cái tài khoản, đúng không? Chúng ta mới đầu chúng ta mở vào thì chúng ta vào Key Store này, chúng ta select cái file mà anh chị đã download về á, sau đó chúng ta mở khóa thì cái ví của chúng ta là ví, đây là ví gì? Ví My Ether Wallet, chúng ta copy vào cái này. Đó, chúng ta copy vào. Sau đó gì? Bây giờ ở dưới này chúng ta có hai con đường nhận cái token sale này, một là receive at GIF exchange, tức là nhận cái ví, lấy cái ví mà Ether, tức là Ethereum á, từ GIF exchange này chúng ta điền vào đây. Nhưng mà nhiều người chưa có tài khoản này và sắp tới tôi hướng dẫn các bạn cách để lập một cái tài khoản GIF exchange này. Còn tối hôm nay là chúng ta sẽ nhận là gì á, receiving your wallet, tức là chúng ta sẽ lấy ví của chúng ta đưa về đây. Thì chúng ta thấy này, ETH chúng ta nhận cái token có tên là ERC, tức là ERC20 token, chúng ta bấm vào. Đây chính là cái địa chỉ ví My Ether Wallet, tức là địa chỉ ví Ethereum của tôi trên cái My Ether Wallet này. Đây chúng ta thấy không? Đó, đây là cái ví của tôi. Sau khi chúng ta điền vào đây, chúng ta bấm setting. Chúng ta bấm setting ở đây. Thì nó sẽ hiện lên ở trên này. Nó báo này, tôi sẽ nhận được khoảng gần 2.000 CMS. Và chính xác là ngày 30 tháng 11 thì cái việc phân phối token này bắt đầu. Và lúc đó chúng ta bắt đầu ngày 30 tháng 11 chúng ta lên đây. Chúng ta bấm vào I understood above and receive CMS token. Tức là chúng ta bấm vào đây thì lập tức cái mã token của CMS này nó về cái địa chỉ ví My Ether Wallet của tôi. Đây, địa chỉ ví My Ether Wallet của tôi. Đó, hãy nhớ rằng nếu nó nói này, warning, if you input wrong address, tức là nếu bạn đặt cái địa chỉ ví sai, cái token sai, thì cái việc phân phối nó không tới và nó sẽ bị mất. Disappear này, các anh chị thấy nha. Cẩn trọng trong việc mà để cái address của cái ví My Ether Wallet. Đó, một số người tiếng Anh đây không có thể biết được, chúng ta có thể click chuột phải vào màn hình. Đó, chúng ta dịch ra tiếng Việt. Đó, không? Thì nó báo cho chúng ta biết ngày giờ chúng ta lấy như thế nào. Và như thế này thì chúng ta đã làm xong cái việc rút cái ví, cái token của Comsa này, CMS này, ví My Ether Wallet rồi. Và 30 tháng 11 chúng ta sẽ được nhận nha. Và ngày 4 tháng 12 chúng ta sẽ trade cái Comsa này, chúng ta có thể mua bán trực tiếp ở trên sàn. Và chúc cho chúng ta có nhiều nhiều cái cơ hội để mua trên sàn Comsa. Còn lại thì hiện nay chúng ta không thể mua được, chúng ta chỉ lấy cái token về thôi. Và tôi vừa hướng dẫn các bạn cách để đưa cái mã token ERC20 này của Comsa CMS về cái ví My Ether Wallet.
Đó, chúng ta đã xong. Và tôi chúc cho các bạn ngày 30 tháng 11 chúng ta lấy về, ngày 4 tháng 12 chúng ta bán, chúng ta kiếm tiền, chúng ta take profit, chúng ta chốt lời. Và một lần nữa, tôi là Jonathan. Nếu bạn cảm thấy cái clip hướng dẫn này rất là nhiệt tình và hay và hướng dẫn cho các bạn tận tình thì hãy like, share, comment trên Facebook của tôi. Và nếu bạn coi ở trên YouTube thì hãy đăng ký subscriber để có thể theo dõi những clip tiếp theo của tôi. Một lần nữa, tôi là Jonathan. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị. Hãy nhớ đón chờ những cái clip của tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.